sự thay đổi và đáng kể mang tính tích cực nhất là trong việc quy định rất là rõ người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép mua, thuê nhà, nhận quyền thừa kế rõ ràng hơn so với trước đây. Mình cảm nhận đó là một cái cú hích lớn. Kiều bào ở nước ngoài sẽ cảm nhận được cái sự quan tâm cũng như là chính sách hướng về kiều bào nước ngoài nhiều hơn. Về quy định giữ nguyên phạm vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nó rất là rõ ràng và chính là cái động lực để mà thu hút hơn nữa cái việc đầu tư của nước ngoài cũng như là kiều bào từ nước ngoài. Chúng tôi rất vui mừng khi luật đất đai sửa đổi cuối cùng cũng được thông qua. Tất cả những thay đổi góp phần làm cho việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp dễ dàng hơn đều được hoan nghênh. Việt Nam đã đi rất xa trong quá trình phát triển và nhiều yếu tố đã thay đổi. Nền kinh tế toàn cầu đã thay đổi, nhu cầu của các doanh nghiệp đã thay đổi, quan điểm về tính bền vững trong các nguồn tài nguyên khác cũng thay đổi. Việc phê duyệt luật đất đai sửa đổi vào thời điểm này sẽ tăng khả năng cạnh tranh và mở ra những cơ hội mới về thu hút đầu tư nước ngoài cho Việt Nam. Bên cạnh việc dễ dàng tiếp cận, chúng tôi còn hy vọng có sự đơn giản hóa các thủ tục hành chính để các quy định được công khai, rõ ràng hơn nữa. Luật sửa đổi lần này đã mang lại cho các nhà phát triển và nhà đầu tư quốc tế tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam sự rõ ràng và minh bạch. Luật mở ra phương pháp định giá để có thể phản ánh các tiêu chuẩn quốc tế và các phương pháp định giá quốc tế, từ đó tạo thêm niềm tin cho dòng vốn quốc tế vào Việt Nam. Một điều quan trọng trong dự án luật lần này chính là những quy định để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Luật vừa được thông qua sẽ tạo sự chắc chắn với những quy định rất rõ ràng cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các dự án tại Việt Nam, và điều này góp phần tăng động lực đầu tư vào phát triển các lĩnh vực kinh tế khác như công nghiệp và du lịch, dịch vụ. Luật đất đai sửa đổi lần này đã giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến việc xác định giá khởi điểm khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đưa ra nguyên tắc định giá đất phải theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất, phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng. Điều này mang lại cho các nhà đầu tư nước ngoài sự đảm bảo về sự ổn định của thị trường, tạo ra một môi trường công bằng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng bất động sản, và từ đó sẽ khiến Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với cả các nhà đầu tư nước ngoài.